Quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vâng, kính thưa quý cô bác, bước sang tháng mới thì ai cũng mong cầu vận trình của mình được thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề tăng tiến, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống ấm no, tình duyên, gia đạo hạnh phúc. Tuy không được giàu sang về tiền bạc, vật chất như bao người thì cũng đủ dư giả, đủ ăn, đủ tiêu, không phải quá mức thiếu thốn. Và tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã dự đoán đúng tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý cô bác được các tinh trợ mệnh thần tài dẫn bước sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn. Con giáp này sẽ thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hung, hóa cát? Làm sao để đón nhận nhiều vận may tới với mình? Thì xin mời quý cô bác tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến! Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023, với những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ. Thứ hai, tử vi sự nghiệp. Thứ ba, tử vi tài lộc. Thứ tư, tử vi tình duyên, gia đạo. Thứ năm, tử vi sức khỏe. Thứ sáu, tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch. Thứ bảy, tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Ngọ và cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan về tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, là tuổi con ngựa, thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chạy trên đường. Mệnh thủy, thiên hạ thủy, nghĩa là nước trên trời. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thuộc mệnh thiên hạ thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong nước ngũ hành, thì chủ trí tuệ, nước mưa bay, hay diễn đạt một lại bóng bẩy, là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất vòng tuần hoàn của nước, thì hơi nước mỏng manh tinh khiết ngưng tụ tạo thành, nên nó không lẫn tạp chất, dơ chọc. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung, nó khác với nước ở dưới trần gian, ở chỗ cao quý thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính Dương Hỏa kết hợp với chi Ngọ Dương Hỏa, tạo nên thế tương hòa tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy, người tuổi Bính Ngọ thiên hà thủy, không những thông tuệ, mà còn có sự hơn người xuất chúng, nước thiên hà, tinh khiết, mỏng manh, nên những người tuổi Bính Ngọ, tính cách tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Người tuổi Bính Ngọ, mệnh thiên hạ thủy, được biết tới với sự cống hiến không toan tính, hay đòi hỏi được đền bù, nước thiên hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối muôn loài. Trong cuộc sống, những người tuổi Bính Ngọ, mệnh thiên hà thủy, thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, khi mưa gió cằn khôn ảm đạm, nên thâm tâm họ mang tới một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Bính, Ngọ thuộc hỏa tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Với nét tính cách đặc trưng của mệnh thiên hạ thủy, đó là sự thông minh, nhạy bén, luôn tiên phong. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ có năng lực mạnh mẽ không ngừng, đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân. Họ tiếp tục hoàn thiện bản thân để đứng vững trong sự nghiệp. Người tuổi Bính Ngọ có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc, người tuổi này làm kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến. Về sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ trong thời điểm này cũng được cải thiện đáng kể, người tuổi này nếu làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Về phần gia đạo,
Bước sang tháng tư, sẽ có thêm niềm vui, sự hài hòa, bình an. Người tuổi Bính Ngọ sẽ nhận được nhiều yêu thương và sự đồng thuận từ hậu phương vững chắc. Tuy nhiên, không nên lời qua tiếng lại mà gây ra hiểu lầm, bất mãn ngầm, hãy thêm sự thấu đáo, dĩ hòa vi quý, để gia đình ấm êm. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch, dù không thuộc hung, nhưng cũng không hẳn thuộc cát. Chủ yếu các vấn đề về sức khỏe sẽ đến từ việc bản mệnh quá lao tâm khổ tứ bởi công việc. Bản thân đặt quá nhiều kỳ vọng trong tương lai, tự gây áp lực cho bản thân, dẫn đến tinh thần căng thẳng, thể lực suy giảm. Do đó, hãy cân đối thời gian nghỉ ngơi thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 âm lịch, công danh sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ trong tháng này có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, vận trình có nhiều cát lợi, tài lộc về sau, bản thân vẫn cần chú ý không thể chủ quan. Bước sang tháng mới, người tuổi Bính Ngọ được nguyệt lệnh đế vượng phù trợ là một tín hiệu tốt. Ngoài ra, trong thời gian này, bản mệnh có thể được quý nhân dìu dắt, người này là nam mệnh lớn tuổi, đặc biệt cần chú ý kính trọng và thu nạp kiến thức từ họ. Trong tháng, nếu có ý tưởng mới trong công việc, dù là táo bạo, thì cũng nên thử dốc sức thực hiện, đây có thể coi là một bước đi mạo hiểm. Tuy mới đầu sẽ có đôi chút khó khăn, nhưng dần dần, bạn sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp, nhờ đó mà thuận lợi đạt được mục tiêu. Ngoài ra, trong tháng được tam hội thái tuế che chở, lại có cả nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước đi đến thành công của bản mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này, hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Những việc bạn đang bỏ dở từ tháng trước, hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này, xua tan mây mù ảm đạm. Thời điểm có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa như này. Nếu Bính Ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội ngon ăn tương tự như thế này nữa. Quý nhân trong tháng không phải ai quá xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ. Nhìn chung, những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Tháng này cũng cho thấy rõ, tinh thần làm việc hăng say của Ngọ không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa. Bạn chủ động, xông xáo hơn hẳn, bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy vậy, vì vận trình tháng trước không tốt, nên tháng này bạn càng phải cẩn thận hơn, làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm. Chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Trong quá trình thực hiện công việc, có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi đang sẵn có, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều từ quý nhân để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều. Tuổi Bính Ngọ, tháng 4 âm lịch, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, không chỉ gặp may mắn trong công việc, tài lộc của tuổi Bính Ngọ trong tháng mới cũng rất khả quan. Tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn phải bận tâm lo nghĩ ở thời điểm này. Có tài tinh thực thần chiếu mệnh, các nguồn thu tăng tiến nhanh chóng, dù là làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng. Tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Những người làm công việc cố định, nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, những thành tựu mà mình đã đạt được, cũng như những khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp. Với lý lẽ thuyết phục như vậy, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn đã vốn thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn với bạn nếu có sẵn cơ hội. Ngoài ra nhờ nguyệt lệnh hỗ trợ, nên bản mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn mới và cùng họ xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với uy tín sẵn có của hai bên. Vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng, nên bạn cần chớp thời cơ. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh với mục tiêu cụ thể, áp dụng các biện pháp marketing thông minh, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ được thành quả đạt được. Tuổi Bính Ngọ, tháng 4 âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, về phương diện tình cảm của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Về cơ bản là bình ổn. Tuy vậy, nhưng không có nghĩa là được êm xuôi hoàn toàn.
với những người đã có đôi, có cặp, có thể gặp chút vấn đề phải lo nghĩ về cuộc sống, khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm. Biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn lúc này. Tháng này, bản mệnh tuổi Bính Ngọ rất cần sự động viên an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình. Mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít, đối phương cũng luôn xuất hiện đúng lúc để trở thành hậu phương vững vàng cho bạn. Đối với người độc thân, sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ lục hợp quý nhân che chở, nhân duyên thêm vượng. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Tháng 4 âm lịch này có nhất bạch đào hoa tinh bay vào hướng Tây Nam. Tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đãng, gọn gàng để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm và để giữ lửa cho tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn được hạnh phúc êm đẹp nhé. Tuổi Bính Ngọ, tháng 4 âm lịch, về mặt sức khỏe. Trong tháng, tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ bình ổn, không có nhiều biến động. Tuy vậy, bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Dù là một tháng thuận lợi về mọi mặt, nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều việc để làm và theo đuổi. Cảm giác bận rộn là không thể tránh khỏi, cần những lúc như vậy càng phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Công việc bận rộn càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Còn một khi để đổ bệnh, dù bạn có ôm ấp tham vọng lớn lao đến đâu, cũng chẳng có sức mà theo đuổi. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Bước sang tháng mới, thấy rằng tuần này là thời điểm có hung có cát đối với người tuổi Bính Ngọ. Nếu như đầu tuần có chính tài chiếu mệnh, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, sự kiêu ngạo có thể khiến bạn rơi vào thế đối lập với đồng nghiệp, không được ai chủ động giúp đỡ. Đồng thời ngũ quỷ xuất hiện cũng cảnh báo, bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cách ném đá giấu tay, khiến công việc tiến triển không được thuận lợi. Tốt nhất bạn cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, tránh lơ là hoặc tỏ ý coi thường người khác. Phương diện tài lộc khá sáng, khi được cả chính tài và thiên tài trợ giúp ngay từ đầu tuần, những thành tích cao khiến bạn nhận được phần thưởng đến từ cấp trên. Người làm kinh doanh cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng, khiến tiền đổ về tới tấp. Quý nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. Con số phát tài, số 34, số 89 và số 11. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Có lẽ đây là một tuần khá vất vả đối với người tuổi Bính Ngọ, nếu bạn muốn khẳng định vị trí của bản thân. Thời điểm này, cả cấp trên và đồng nghiệp đều có ý gây khó dễ cho bạn. Bạn cần phải thực sự mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân mới có thể vượt qua. May mắn là phương diện tài lộc không có quá nhiều điều cần phải lo lắng. Đặc biệt thực thần xuất hiện, giúp cho người làm nghề tự do, khẳng định được vị thế của mình, khiến các đối tác và bạn hàng tin tưởng. Nhờ thế mà bạn luôn bận rộn, luôn chân, luôn tay, túi tiền vì thế cũng rủng rỉnh. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy, bạn vốn có nhân duyên khác giới khá tốt. Với người độc thân, bạn có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu mai mối. Nếu có thiện cảm với ai, hãy chủ động kéo gần khoảng cách, đừng rụt rè e ngại quá. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. Con số phát tài, số 99, số 21 và số 63. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ, đừng để những lời xì xào bàn tán của đồng nghiệp cản bước chân của mình. Bạn hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao, không ngại đề xuất ý kiến, quan điểm của mình, tin rằng sự cố gắng của bạn luôn được những người cấp trên tin tưởng, ghi nhận. Hơn nữa, sao Thiên Đức phụ trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào. Bản mệnh hãy không ngừng đúc kết kinh nghiệm, khi đã đứng vững trên đôi chân của mình, bạn có thể làm được những việc khiến mọi người kinh ngạc. Chính tài xuất hiện vào cuối tuần là dấu hiệu, chứng tỏ công lao của bạn đã được đền đáp, cấp trên sẵn sàng dành phần thưởng cho những người đã không ngại cố gắng. Người làm kinh doanh, đầu tư cũng dễ thu được lợi nhuận, tiền bạc dư giả nhờ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tiếc rằng phương diện tình cảm giữa bạn và người ấy lại không thực sự yên bình.
những quan điểm sống khác nhau khiến đôi bên dễ xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, đây là điều có thể khắc phục được chỉ cần hai bạn chịu lắng nghe và hạ cái tôi của mình xuống. Quý nhân, tuổi Sửu, tuổi Dần. Tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. Con số phát tài, số 19, số 58 và số 96. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Tiếp nối tử vi tuần trước, bước sang tuần cuối cùng của tháng Đinh Tỵ, cát vận nhỉnh hơn hẳn hung vận, báo hiệu một tuần đầy khởi sắc với người tuổi Bính Ngọ. Sao Thái âm cát tinh chiếu mệnh, công việc hanh thông, bạn bắt đầu gặt hái được nhiều thành công cũng như được cấp trên khen ngợi. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè cũng được tốt đẹp, nhìn chung con giáp này đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thử sức ở nhiều vai trò mới và tin vui là bạn đã và đang làm rất tốt. Có thể nói, Bính Ngọ trong thời gian này đang dần chút bỏ hình tượng nghiêm túc và cứng nhắc của mình để trở nên năng động hơn, hoạt bát hơn, sáng tạo hơn. Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất mà bạn có được trong khoảng thời gian gần đây. Tài vận khởi sắc rõ nhất vào thời điểm cuối tuần, khi có nhiều tài tinh hậu thuẫn, các nguồn thu của con giáp này khá dồi dào. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn cả chính tài và thứ tài, đặc biệt là thứ tài có dấu hiệu tăng mạnh. Nếu tận dụng tốt cơ hội, thì tuổi Bính Ngọ trong thời gian này có thể tăng ngân sách của mình lên một cách đáng kể, đảm bảo cho gia đình sung túc, ấm no, đủ đầy. Quý nhân, tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu nâu và màu trắng. Con số phát tài, số 01, số 45 và số 57. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Vậy người tuổi Bính Ngọ hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch 2023. Người tuổi Tuất. Nhìn chung tháng này cũng sẽ gặp những trở ngại nhất định với người tuổi Bính Ngọ. Bản mệnh sẽ phải đưa ra lựa chọn mang tính quyết định với công việc của mình, song chớ vì vậy mà nản lòng hay mất bình tĩnh. Hãy chú ý tới những người bạn tuổi Tuất, bởi đó chính là quý nhân của bạn trong tháng 4 âm lịch này. Tuổi Tuất có thể đưa ra những kiến nghị, phân tích sâu sắc mà trước đó Ngọ không nhận ra. Cái nhìn của người ngoài bao giờ cũng khách quan và tổng thể hơn người trong cuộc. Ngọ hãy học tập và tiếp thu những điều đó từ Tuất để vận dụng và thực tiễn. Người tuổi Mùi. Quý nhân của Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch còn là những người tuổi Mùi. Sự linh hoạt và sáng tạo từ tuổi Mùi sẽ giúp họ nhìn ra nhiều vấn đề hay những khía cạnh mà trước đó bạn thường u mê, cũng như đề xuất nhiều giải pháp để bạn có thể tham khảo. Vì vậy, nếu người tuổi Bính Ngọ muốn nâng cao vận may, sự nghiệp thì phải trân quý những người tuổi Mùi xung quanh mình. Khi gặp những rắc rối trong công việc, bạn nên hỏi ý kiến người tuổi Mùi sẽ tốt hơn, sớm vượt qua giai đoạn bế tắc. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, Bính Ngọ cũng phải vất vả tất bật hơn mọi người. Quý nhân trong tháng này của bạn chính là người tuổi Mùi làm cùng công ty. Đó có thể là đồng nghiệp tiến cử bạn với cấp trên, hoặc bầu chọn để bạn được giữ những chức vụ quan trọng, thể hiện được khả năng và tầm quan trọng của bản thân. Người tuổi Dần. Người tuổi Dần có quan hệ tam hợp thái tuế với tuổi Bính Ngọ, nên cũng chính là quý nhân của bản mệnh trong tháng 4 âm lịch này. Sự phối hợp của hai tuổi này trong việc làm sẽ thuận tiện, thăng quan tiến chức và phất lên như diều gặp gió. Người tuổi Dần năng động nên sẽ là làn gió mới trong việc làm của người tuổi Bính Ngọ. Sự thích hợp trong công việc sẽ là bước ngoặt lớn cho cả hai và gặt hái được nhiều thành công xuất sắc trong việc hợp tác làm ăn hay trong việc làm. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Lời khuyên dành cho người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ nên làm gì? Người tuổi Bính Ngọ nên tu dưỡng thiện lương, thấu tình đạt lý trong mọi sự, làm ăn kinh doanh, ghi nhớ cần, kiệm, liêm, chính, nỗ lực vươn lên, ắt sẽ gặt hái được quả ngọt. Người tuổi Bính Ngọ không nên làm gì? Không nên làm ăn bất chính, va chạm, xung đột, hơn thua đúng sai, mà dễ gặp thị phi, họa hại. Bên cạnh đó, tuổi Bính Ngọ, hãy tránh thói ngạo mạn, kiêu căng thì sẽ giảm bớt được kẻ ganh ghét đâm chọt. Theo tử vi số học, những người sinh vào tháng âm lịch sau đã phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, nhưng từ khi bước sang năm 2023, cuộc sống của họ sẽ phát triển thịnh vượng, giàu có nhanh chóng. Và tháng 4 âm lịch được cho là thời điểm may mắn nhất đối với những tháng sinh sau. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 6 âm lịch. Tử vi học nói rằng,
Người sinh vào tháng 6 âm lịch thường có tính cách nhân hậu, luôn đối xử tốt với những người xung quanh. Họ cư xử rộng lượng, lịch sự, nhã nhặn và không bao giờ có ý nghĩ sẽ lợi dụng người khác. Nhờ tính cách tốt, hòa đồng với những người xung quanh, nên người sinh tháng 6 âm lịch thường được mọi người chiếu cố, mặc dù mắc lỗi, cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, chứ không bao giờ gay gắt. Trong tháng 4 âm lịch này, người sinh vào tháng âm lịch này có thể mở rộng các mối quan hệ, nhờ đó đạt được những thành công ngoài mong đợi, họ có thể gặp được quý nhân trợ giúp để phát triển sự nghiệp, vượt qua mọi khó khăn. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 9 âm lịch. Người sinh vào tháng 9 âm lịch có tính cách, lý trí, làm gì cũng luôn bình tĩnh, nhờ sự nhã nhặn, lịch sự của mình mà họ luôn được lòng người khác, bạn bè luôn quan tâm, chiếu cố đến họ. Đặc biệt người sinh vào tháng 9 âm lịch luôn biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh, nhờ vậy họ gây dựng được mối quan hệ tốt và có thêm những mối làm ăn hời, thu về nguồn lợi nhuận kha khá. Người sinh vào tháng này không làm mất lòng ai, vì vậy luôn được người khác sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhìn chung cuộc sống của người này luôn bình lặng, ít sóng gió, cuộc sống trước mắt của họ rất sáng sủa, sự nghiệp phát triển, đầu tư kinh doanh dễ sinh lời. Người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 12 âm lịch. Người sinh vào tháng 12 âm lịch thường có tính cách thiên về lý trí, họ không dễ nổi nóng hay thể hiện cảm xúc bộc phát, người này không tính toán, không đối chọi gay gắt với mọi người xung quanh. Họ luôn nhiệt tình giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, thậm chí còn tận dụng các mối quan hệ cá nhân để giúp bạn bè giải quyết các vướng mắc. Tử Vi nói rằng, trong tháng 4 âm lịch tới, nhờ trời thương, nên người sinh vào tháng 12 âm lịch có vận trình ngày một tốt lên, tài lộc cũng tăng theo. Trong công việc người này có thể được tin tưởng giao cho trọng trách lớn, thành tựu gặt hái được cũng không hề nhỏ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!